khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng, dây buộc dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu, vẫn lướt trên mặt đàn còn ước mơ ngập tràn. Yêu thương đi khắp không gian, khi ba lên tám chơi guitar không ngày nên ba cũng chơi trống, đôi chân lo lắng ruồng ruồng, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng nằm giữa quãng trời mênh mông. Như bà dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba từng lạnh nơi xưa, ông dày ba lớn lên sức. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay Levi Music sẽ hướng dẫn cho các bạn bài tiếp theo, đó là bài Ba Kể Con Nghe của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Bài này đi cái vòng hòa rất đơn giản. Bài tông mi, tông son trưởng đi với tông re trưởng, sau đó hợp âm mi thứ bảy và hợp âm đô S9. Các bạn có thể chơi son bình thường, rồi qua re trưởng, rồi qua mi bình thường, rồi về đô, rồi lại về son, không sao cả. Đó là tùy các bạn chọn. Nhưng nếu các bạn muốn hay hơn chút, hợp âm hoa mỹ hơn, thì các bạn có thể chơi son, re, rồi mi thứ bảy, rồi đô, en chín. Rồi, ngắn 1, 2, 3 và 4. Nhớ ha, ngắn 1, 2, 3, 4. Dây 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đầu tiên hợp âm son trưởng, ngón 1 vô dây số 5, ngăn số 2. Ngón 2 vô ngăn số 3, dây số 6. Ngón 3 vô dây số 2, ngăn số 3. Ngón út là ngón thứ 4 vào ngăn số 3 của dây số 1. Son. Tiếp theo hợp âm re trưởng, ngón 1 vô dây 3 của ngăn 2 và ngón số 2 vô dây 1 của ngăn 2 và ngón số 3 vô dây số 2, ngăn số 3, có được hợp âm re trưởng. Rồi, tiếp theo hợp âm mi thứ 7, chúng ta giữ nguyên ngón số 3 để đây, chúng ta đưa hai ngón này lên trên cái vị trí của nó, của mi thứ đó ha. Ngón 1 tức là ngón 1 vô ngăn 2 của dây 5, ngón 2 vô dây số 4 của ngăn 2, chúng ta có được hợp âm re thứ mi thứ 7. Rồi, hợp âm đô E9, chúng ta giữ nguyên ngón 3 ở vị trí dây số 2, ngăn số 3. Chúng ta chuyển hai ngón này, một ngón ngón số 1 vào trong dây số 4, ngăn số 2. Ngón số 2 vào dây số 5, ngăn số 3. Cái vị trí này là của đô này, ha, của đô đó, nhưng mà thay đổi ngón. Ngón này giữ nguyên thì có được đô E9. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập chuyển hợp âm ha. Như cũ, tempo 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 qua mi thứ 7. 1, 2, 3, 4 qua đô S9. 1, 2, 3, 4 về son. 1, 2, 3, 4 qua re. 1, 2, 3, dùng ngón trỏ, móng của ngón trỏ rải nha các bạn. Mi thứ 7, đô S9, về son lại. Ok, bây giờ chúng ta chuyển nhanh hơn. 1, 2, 3, 4, re, mi, đô, re son. Ok, rồi bây giờ chúng ta tập tay phải. Bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, điều ba lát. Ok, bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Rồi, và điệu blue. Bây giờ chúng ta sẽ tập điệu blue luôn cho cái phần sau ha. Bát. Rồi, dây 1, dây 2, dây 3 cùng lúc móc lên.
Rồi sau đó chúng ta dùng ngón cái chúng ta đập vào cái phần bass ba cái dây trên. À, chúng ta nghiêng, chúng ta để cái tay như vậy và chúng ta bất ngờ chúng ta đập vào, lắc cái tay như thế này, lắc cái cổ tay chứ không phải dùng cánh tay đập nha các bạn. Này. Đó, cái lực mới đầu thì yếu nhưng từ từ các bạn sẽ cái lực nó sẽ mạnh dần. Đó ha. Bass giật đập giật, bass giật đập giật, bass giật đập giật ha, cũng cái dùng chân xuống cái dở chân lên. Rồi qua rê. Qua mi. Qua đô. Qua so lại. Ok, chơi nhanh hơn ha. Qua rê. Qua mi. Qua đô. Khi xưa ba bé hơn đàn chơi khi ta đôi chân nó đang run run, đôi tay ba đánh lung tung. Đó, ví dụ như vậy. Và phần đầu chúng ta sẽ chơi ballad. Xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân và âm thanh đi khắp không gian. Đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu, vầng nước trên mặt đàn, vầng nước mơ gặp tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chiếu qua balu ha, chơi guitar không thấy đến ba chơi trống, đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu rộng rã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười, ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Rồi ok, các bạn sẽ dùng hai ký điệu đó để chơi. Phần đầu chúng ta tùy, chúng ta có thể chơi từ đầu cho đến ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Và sau đó cái phần sau, từ đó chúng ta sẽ chuyển qua blues. Cái cách chuyển như thế này. Ba yêu con biết bao nhiêu, khi nghe nhạc con nhé. Rồi lại lần nữa mình chỉ cho các bạn ha. Ba yêu con biết bao nhiêu, ballad blues. Rồi ba yêu con biết bao nhiêu, khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn. Ok, rồi chúng ta xong bài ba kể con nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học tiếp theo. Bye bye!